Trong dịp Tết Đoan Ngọ, nhu cầu sử dụng qua chưng cũng tăng cao, cho nên những ngày qua, nông dân ở làng qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tất bật thu hoạch qua cúc Tiger đất để cung ứng cho thương lái từ các nơi. Và được biết là năm nay là qua cúc Tiger đất là rất là hút hàng, giá bán tại vườn khá cao nên bà con trồng qua rất là phấn khởi. Nhiều bà con trồng qua cúc Tiger đất cho biết là cách đây khoảng một tuần, thương lái từ các tỉnh thành như là An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ đã đến tận vườn đặt mua trước với giá dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng một cây tùy vào chất lượng qua, tăng hơn 1.000 đồng một cây so với thời điểm này năm ngoái. Với giá bán này thì tính trung bình mỗi cây cúc Tiger đất, nông dân có lãi gần 2.000 đồng. Để qua không nở sớm và có thể vận chuyển đi xa thì một số nhà vườn còn sử dụng túi bao qua. Loại này được nhiều khách hàng ưa chuộng. Các cây qua có túi bao được bán với giá cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một cây. Thời gian qua, ngoài vụ qua Tết thì nhiều nông dân ở làng qua Sa Đéc đã tận dụng diện tích đất trống gò cao để trồng cúc Tiger đất bán vào các ngày lễ, ngày rằm. Sau 3 tháng trồng là qua có thể thu hoạch mang lại thu nhập khá cao.